Hello, xin chào cả nhà nhá. Hôm nay là Thành Trung TV và đoàn từ thiện xuống hỏi thăm nhà chị Hoàng Thị Phương để thắp hương cho chị Hoàng Thị Phương mất ở trong vụ tai nạn sập ghe ở Thừa Thiên Huế. Và đây là đường đi vào nhà chị Hoàng Thị Phương nha các bạn. Vào nhà chị. Nước lũ đang còn ở trên cao nha các bạn ơi. Đây là đến nhà chị Phượng rồi cả nhà. Nhà đang lo đám tang cho chị. À, hiện tại là đã đến nhà của chị Phượng đó. Chị Phượng. Vậy không đang thấy. Bác là cái gì của chị Phượng là dạ, tôi là chủ ruột của cháu trai, chồng của cháu mất. À. Dạ. Nên là chị bị cái lúc về bị nạn á. Dạ, sáng ngày 26 tháng 8 ấm đó là cháu chuẩn bị sinh và bắt đầu già. Mà trên đường đi là đi ra một đoạn nữa là ngồi trên trực xuồng nhỏ nhỏ. Dạ. Dạ, chiều ngang là khoảng 50 đi. Con dâu dài khoảng 25 mới trực xuống đó bằng nó làm bằng tre. Dạ, từ cái chỗ đó là cháu ngồi trên nữa, có khi nữa là đi qua cái đoạn đường nữa là trên phía bên đi là cái đồi, phía trước như là cái đường bê tông cao. Dạ. Dạ, qua cái đoạn nữa là nước chạy từ trên xuống xiết mạnh quá, và cuối cùng cái đó thì chị em quay lại. Dạ, trực xuống nữa, trực kéo nhỏ quay lại và cháu được xuống. Tôi chị nhỉ. Là chúng tôi khi nào khoảng là 8 giờ mà đến 1 giờ chiều cùng ngày khi nào mình tìm ra. Thì bọn con cũng nghe thông tin thì ở mấy nhà một đền khố cũng xuống ấy rồi thắp hương cho chị. Dạ. Rồi cầu mong chị sinh nhanh siêu thoát. Dạ. Dạ. Rồi xin chào tất cả mọi người một tiếng đi nào. Rồi, xin chào cả nhà. Đến lâm tàng một người chứ. Thì thành viên đoàn hôm nay cùng 7 người nha mọi người. Thành viên đoàn của hôm nay cùng tàn đi đi rồi. Đây là nhà của... Dạ, chào. Dạ. Dạ.
cầm anh ta thôi. Hy vọng là đường truyền tín hiệu nó tốt để cho tất cả mọi người nắm bắt được cái thông tin trực tiếp. Tại vì ở đây có mưa lũ đang dồn dập, rất là số. Đây là đang ở trong đám tang nhà chị nha các bạn ơi. Trong 13 năm
ngoài của ai đó là xuống lấy một nhà và thêm bằng cái đoàn đi từ Ban tiền đề kính mời các gia đình anh Trung, anh Tý, anh Hải ở Đà Nẵng vào lễ viếng. Không có bị mưa lớn á, nay cũng thấy hừng nắng rồi và nước ở trong trung tâm thành phố Huế thì đã rút rồi. Thì lực tàng cũng như mấy anh em sẽ tiếp tục cái khâu mà đi phân phát mì tôm của những cái mạnh thường quân ở bên nước ngoài gửi về, thì anh em lực tàng thì cũng chưa làm được chuyện đó, và chắc khả năng một là trong chiều nay hoặc là tối nay hoặc là sáng mai lực tàng sẽ làm cái vấn đề đi trao những cái phần quà cho đồng bào ở đây nha mọi người. Số lượng mạnh thường quân cũng đã gửi về trực tiếp cho lực tàng TV thì cũng đã có được ít nhiều, và bên đoàn của lực tàng TV thì cũng đã có một phần nào đó, thì cũng mong muốn làm sao góp công góp sức với tất cả mọi người để ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Thì anh em là có người dẫn đường thì đến thành phố Huế trước mọi người, thì đi lùng quanh khu vực quanh thành phố Huế rồi sẽ có khả năng là có dịp là sẽ đi tiếp ra các tỉnh khác, thì cái đó cũng rất mong mọi người hãy chờ đợi và cùng đồng hành cùng Tàm TV. Khang Văn đi với nhóm nha, Khang Văn ơi đi với Hiếu VN 360, Thành Trung TV với lại 63 TV nha mọi người. Rất là nhiều người người ta cũng ở xa người ta về đây để cúng kiến nhà anh chị đây nha mọi người. Đó là hình ảnh anh Đắc mọi người và hai đứa con. Biết được cái sự việc sự tình để người ta có thể là người ta giang vòng tay để người ta giúp đỡ anh trong thời gian sắp tới, thì cũng rất mong anh thông cảm nhé. Đây là hai cái ấy, người ta sẽ quay lại cho mọi người cũng biết, những người nào chưa vô thì mọi người sẽ nhìn thấy nhá. Hai cái kiểu của chị Phương rồi bây giờ. Tàng mà đang live stream mà nếu mà nó ngắt quãng thì cũng rất mong các bạn cảm thấy ở đây không có mạng wifi và mạng nó rất chậm dần, trong khi tôi có bảo là chúng đang chậm dần nên là rất khó khăn. Đúng rồi chị
chú này chị. Cảm ơn Mai Nguyễn nha. Dạ, chú khóa là chú đi mua cơm nữa nhé. Mua cơm nữa nhé. Cái này hai người trong này không? Đó, trong cái nhỏ. Dạ, xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị là công cụ của bà Tiên Thị của Hà Nhi nha các bạn. Mời các em. Hell, hell.